Thanh Tùng kính gửi lời chào ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News giới Thanh Tùng. Hot News giới Thanh Tùng ngày hôm nay sẽ có hai đề tài. Đề tài thứ nhất liên quan tới việc 600 đồng tiền mặt, 1.100 đồng tiền mặt tiền cứu trợ của tiểu bang Cali sẽ đến tay của quý vị sớm hơn so với dự định. Sớm hơn là khi nào? Những ai nhận được tiền qua hình thức Direct Deposit, sẽ nhận tiền vào thời điểm nào. Còn lại, những ai nhận chi phiếu gửi về qua đường bưu điện, quý vị sẽ nhận được ở vào khoảng thời gian nào. Thanh Tùng sẽ kể chuyện quý vị nghe về việc khi nào quý vị có tiền, khi nào quý vị nhận được tiền nha quý vị. Rồi, còn cái phần tin thứ nhì là phần nhắc nhở bà con mình là những quý vị nào đang đi thuê nhà hiện nay ở tiểu bang Cali mà quý vị đang gặp khó khăn về tài chánh Không có tiền trả tiền nhà Có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà thuê Và có gì bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Quý vị phải nhớ rằng hiện giờ Quý vị đang được tiểu bang Cali giúp đỡ Tiểu bang Cali đang giúp đỡ trả tiền nhà Cho quý vị nếu quý vị đang gặp khó khăn Vậy làm sao để ghi danh Thanh Tùng sẽ hướng dẫn cho quý vị Bây giờ trước hết cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Cháo đêm 360, cháo đêm 360 khai trương vào thứ năm tuần này 13 tháng 8 với hàng loạt món cháo như cháo ít Singapore, cháo cá tươi, cháo vịt và gỏi vịt, cháo gà và gỏi gà từ 5 giờ chiều đến nửa đêm. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Century Mall San Jose, 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose 669-230-6854 mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm mềm sẽ được tặng 1, và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng, 408 528 9297. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San Primor San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 0922. TN Karaoke, có gì muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ muốn đổi máy hư thành máy mới, gọi anh Đoan Nguyễn 408 223 2300 hoặc vào trang nhà Gien Karaoke com An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Thao San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Dù dịch bệnh tại Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp, công ty Ly gửi tiền và Ly gửi quà vẫn cố gắng phục vụ nhanh nhất để tiền và hàng hóa của quý vị đến kịp người thân của mình tại Sài Gòn cũng như 24 tỉnh thành. Với những khu vực đang bị phong tỏa, nhân viên giao tiền của công ty sẽ liên lạc người nhận để tìm mọi cách giao trong thời gian nhanh nhất. Công ty Ly gửi tiền lẻ, Ly gửi quà cho Ly Travel đang cần tuyển nhân viên nam và nữ biết sử dụng máy vi tính, làm việc toàn thời gian và bán thời gian. Mọi chi tiết xin lạc số điện thoại 408-528-6789 hoặc 408-270-6262. TNT Orchids trong khu thương xá Grand San San Jose với rất nhiều loại hoa lan tuyệt đẹp được chăm sóc bởi bàn tay của chủ nhân am tường về hoa lan. Có một nursery lớn với đủ loại cây ăn trái độc đáo 408 396 hoặc 408-568-7367. Nhà hàng phở Life với món phở ngon độc đáo và nhiều món ăn khác bảo đảm hợp khẩu vị dù thực khách khó tính nhất. Nhà hàng phở Life 3533 Homestead Road, thành phố Santa Clara 408 551 0889 những ai đủ điều kiện để được nhận tiền cứu trợ của tiểu bang cali chứ tiền cứu trợ của tiểu bang cali là thanh tùng nói nôm na chứ lẽ ra đó là phải nói đúng tên tên của chương trình này đó là golden state stimulus golden state là tiểu bang vàng stimulus là tiền cứu trợ tiền kích thích kinh tế cho nên golden state stimulus nếu mà dịch sát nghĩa có nghĩa là tiền cứu trợ của tiểu bang vàng tiểu bang vàng tức là cali đó có gì à, mỗi tiểu bang sẽ có một cái uh, biệt danh khác nhau ví dụ như tiểu bang new york thì gọi là apple không? tiểu bang trái táo à, tiểu bang texas thì gọi là lone star là tiểu bang có ngôi sao cô đơn còn uh, california được gọi là tiểu bang vàng có gì cũng nhớ rồi lý do tại sao gọi tiểu bang vàng bởi vì ngày xưa dùng đất này có rất nhiều vàng khiến cho nhiều người ở các tiểu bang miền đông họ vượt qua sông qua suối qua đèo đâu có đâu 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 có máy bay đâu có đường xa lộ đâu vượt sông vượt suối để tới tiểu bang Cali đào vàng cho nên mới gọi tiểu bang Cali là tiểu bang vàng nha à, phải giải thích như vậy rồi cho nên cái tiền này ở đâu ra tiền mà cứu trợ cho bà con của mình đợt này đâu ra đây là một phần trong kế hoạch ngân sách của tiểu bang Cali trị giá hơn 100 tỷ Mỹ Kim. Trong 100 tỷ Mỹ Kim đó, ông thống đốc Gavin Newsom, ông mới trích ra 12 tỷ Mỹ Kim để gửi tiền mặt về cứu trợ cho người dân của tiểu bang. 12 tỷ này sẽ mang tới tay của người dân Cali mỗi người 600 đồng tiền mặt. Nếu quý vị có người phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế của mình, ít nhất một người phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế của mình, thì quý vị sẽ được cho thêm 500. Như vậy, có nhiều gia đình sẽ nhận được 1001 trong đợt này, có người được năm được 600, có người được mốt. tùy. Ok. Rồi, giải thích rõ ràng để có giấy tiền từ đâu. Nếu có gì uh, cắt cớ của giỏi Thanh Tùng là trời ơi, mùa đại dịch lấy tiền đâu ra mà mà cho cho quà vậy? Không có gì không nhớ sao? Đúng, đại dịch tiểu bang nào thâm thủng ngân sách không biết, nhưng riêng tiểu bang Cali chẳng những không bị thâm thủng ngân sách mà tiền thuế thâu về nó còn thặng dư ra nữa có gì tức là lấy tiền thuế về chi hết tất cả mọi thứ rồi thặng dư hơn 75 tỷ mỹ kim có gì cho nên nhờ cái thặng dư thuế đó mà mới có chương trình cứu trợ đợt một quý vị nhớ không đợt một đã cứu trợ rồi quý vị nhớ dùm thanh tùng đây là đợt hai đợt một cứu trợ là ở vào khoảng tháng 5. hồi cuối tháng 5, quý vị đã nhận được 600 cứu trợ đợt một còn bây giờ là cứu trợ đợt 2 của tiểu bang Cali. Nha, mình thống nhất với nhau cách dùng chữ, cách gọi để làm chi lát hội theo dõi bản tin không có bị lộn xộn, không có bị tẩu quả nhập ma nha bà con. Rồi, bây giờ cái tin mới nhất đó là cái 600 đồng đợt 2 này nè sẽ tới tay của quý vị sớm hơn so với dự định. Rồi, đó là người ta nói vậy thôi. Chứ mà nếu Thanh Tùng không giải thích thì bà con có mình ngồi đó mà 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 lơ tơ mơ luôn. Thế thì dự định là thời điểm nào thì mình mới biết rằng sớm hơn ra sao? Khi người ta nói rằng sớm hơn so với dự định thì mình phải tìm hiểu dự định là ngày nào. Ok. Dự định là sẽ gửi tiền ra cho có gì phải đợi cho tới tháng 9 mới gửi tiền ra. Bước qua tháng 9 mới gửi tiền ra cho có gì? Còn bây giờ thông tin mới là không cần phải đợi cho tới đầu tháng 9 mới gửi tiền ra. Mà sớm nhất nha quý vị, sớm nhất là thứ sáu tuần tới. Một số quý vị sẽ nhận được tiền 600. Em xin nhắc lại, sớm nhất là thứ sáu tuần tới. Thứ tới là ngày mấy quý vị? Thứ tới là hình như là 1 tê tháng 9 đúng không? Đúng 1 tháng 9, một số quý vị may mắn sẽ nhận được 600 tiền chạy vô tài khoản ngân hàng của quý vị qua dạng direct deposit còn những quý vị mà nhận tiền bằng chi phiếu gửi về nhà qua đường bưu điện thì quý vị sẽ nhận sau đó, từ từ sẽ nhận sau đó. Rồi. Thông tin này được đưa ra là từ văn phòng thống đốc Gavin Newsom vào chiều của ngày hôm qua thứ năm. Đây là tin mà tin vui tại tiền mà về sớm hơn thì cũng cũng đỡ hơn là phải chờ chờ đợi đúng không quý vị? Ok, direct deposit sẽ bắt đầu gửi ra, Xin nhắc lại vào thứ sáu tuần tới, ngày 1 tây tháng 9. Thưa quý vị, còn uh, ngoài ra, ngoài ra nha, không phải tất cả mọi người đều nhận được tiền đúng vào thứ sáu tuần tới. Em phải nói như vậy. Kẻo không, người có, người không. Rồi cái người không nhận được cái quay qua mắng thanh tùng. Nói tin tức gì không có chính xác, thứ sáu rồi tôi đâu có thấy tiền gì đâu đó nói rồi cái phải quay lại nãy em có dùng chữ rằng một số trong quý vị sẽ có thể nhận được tiền qua dạng direct deposit bắt đầu từ thứ sáu ngày 1 tháng 9 nhưng chỉ một số thôi đâu có phải cùng một lúc mà tất cả nhận được tiền trong một ngày được quý vị người ta làm việc từ 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 Ok, ai may mắn thì nhận được tiền vào thứ 6 tuần tới Còn mình chưa có may mắn đủ thì mình sẽ nhận tiền sau Bây giờ em nói riêng về những người Direct Deposit nha quý vị Riêng Direct Deposit xin lưu ý Quý vị sẽ bắt đầu được nhận tiền kể từ ngày 1 tây tháng 9 cho tới 15 tây tháng 10 1 tháng 9 đến 15 tháng 10, 1 tháng rưỡi Riêng cho những quý vị Direct Deposit Được chưa? Còn những quý vị mà nhận chi phiếu qua đường bưu điện gửi về nhà, khi nào nhận được em sẽ báo quý vị sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý vị đến phần 2 của tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Ở phần 2 này chúng tôi tiếp tục giải thích với có gì khoảng thời gian nào, bao giờ, khi nào quý vị sẽ nhận được 600 đồng tiền cứu trợ của tiểu bang Cali. Đó là điều hết sức là quan trọng. Thì Thanh Tùng nhắc lại một lần nữa, ai đủ điều kiện nha quý vị. À, ngoài ra chúng tôi cũng sẽ nhắc là những ai đang đi thuê nhà và gặp khó khăn về uh, trả tiền nhà. Đừng quên rằng quý vị đang được tiểu bang Cali hỗ trợ tiền nhà nhưng làm sao để ghi danh. Thanh Tùng sẽ hướng dẫn cho quý vị. Tuy nhiên trước hết, anh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand Sanctuary San Jose. Chỉ đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638. Trung tâm thuế vụ hàng Lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hợp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Địa chỉ 621 Thauli Road San Jose phòng A 125 bên cạnh Hồng Minh Travel 4082795843. Nhà hàng Phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Thao San Jose mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya Phở 90 độ trong khu Great Milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ viện Beauty Image San Jose do đường ngũ bác sĩ Hùng Hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Ngoài ra, đang có chương trình promotion đặc biệt giảm 10% cho lệ phí và tặng miễn phí chương trình làm facial. Địa chỉ 979 Story Road Suyết 7093 trong khu Vietnam Town San Jose 5104527297. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Vào thứ năm ngày 2 tháng 9 năm 2021, từ 10 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ chiều, tại Family Justice Center Courthouse, 2021 North đường số 1 San Jose Cali 95112. Hãy đến tìm hiểu về chương trình giúp tiền thuê nhà cho cư dân bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng, dành cho tất cả cư dân hội đủ điều kiện, không cần phải có bản hợp đồng thuê nhà chính thức hoặc sự hợp tác của chủ nhà. Chương trình này dành cho cư dân bị ảnh hưởng tài chính vì đại dịch, có rủi ro mất nhà ở và có thu nhập dưới 80% mức thu nhập trung bình trong dùng. Có các chương trình giúp đỡ cho cư dân với mức thu nhập khác nhau để biết chương trình nào thích hợp với quý vị, hãy vào trang www.fccranthelp.org hoặc gọi số 211. Nếu có thắc mắc, cần giúp điền đơn hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng cho biết tên họ, số điện thoại và địa chỉ email. Sẽ có nhân viên liên lạc với quý vị. Quý vị cũng có thể gọi số điện thoại 408 975 4444. Rồi, hồi nãy trước khi phát quảng cáo, hồi nãy Thanh Tùng có nói với quý vị rằng là những ai mà chọn chương trình Direct Deposit á, thì quý vị sẽ nhận được tiền 600 đồng gửi về cho quý vị từ 1 tây tháng 9 cho tới 15 tây tháng 10. Quý vị thấy không? Một tháng rưỡi lần đó. Direct Deposit đó mà một tháng rưỡi lần. Bây giờ có một số quý vị chắc chắn luôn là quý vị đang thắc mắc. Ủa, vậy tôi cũng muốn được Direct Deposit, tôi phải làm sao đây thanh tồn? Người quyết định nhận tiền direct deposit là ai có gì biết không? Là quý vị đó. Là quý vị đó. Cái hồi quý vị đi khai thuế đó. Quý vị nói với cái người khai thuế dùm cho quý vị rằng là tôi muốn nhận tiền bồi hoàn thuế thông qua hình thức direct deposit. Hay tôi muốn nhận tiền bồi hoàn thuế thông qua việc gửi chi phiếu về cho tôi. Quý vị quyết định, đúng không? Thì bây giờ quý vị quyết định làm sao thì tiền về theo như vậy. Tại vì có một số quý vị rất ngại cho sở thuế cái tài khoản ngân hàng của mình, đúng không? không biết chỉ lý do gì nữa không biết làm gì mà sợ cho nên không chịu direct deposit bắt phải gửi thư về gửi chi phiếu về thì bây giờ chính vì có gì quyết định như vậy cho nên bây giờ có gì phải ngồi chờ nhận thư gửi về tự có gì quyết định chứ không có sợ thuế nào quyết định dùng quý gì nha rồi hồi nãy giờ thanh tùng nói rằng là nếu như direct deposit nhận từ 1 tháng 9 cho tới 15 tháng 10 là dựa trên tinh thần là hồ sơ thuế của quý vị đã được duyệt xét đầy đủ. Còn nếu hồ sơ thuế của quý vị chưa được duyệt xét đầy đủ thì sẽ còn chờ lâu hơn. Ok. Và dạ, hồ sơ thuế của quý vị phải nộp trước ngày 15 tháng 10. Riêng những quý vị nào nộp hồ sơ khai thuế 2020 sau ngày 20 tháng 8 vừa qua thì quý vị phải đợi ít nhất 45 ngày sau mới nhận được tiền 600 đồng này. Thậm chí có thể sẽ phải chờ lâu hơn vì hồ sơ thuế của quý vị cần phải được tiểu bang Cali, thuế của Cali duyệt xét. Rồi, bây giờ quan trọng đây, câu chuyện quan trọng dành cho những quý vị nào chờ tiền về qua dạng chi phiếu qua đường bưu điện. Chi phiếu dành cho những quý vị nào nhận tiền qua đường bưu điện, chi phiếu sẽ được ký ra cho quý vị bắt đầu từ tháng 10 nha quý vị. Không phải tháng 9 nha, ý tháng 10 chi phiếu mới được gửi ra. Rồi, như vậy thì có nghĩa rằng là quý vị sẽ nhận được chi phiếu sau cái thời hạn mà chi phiếu gửi ra, đúng không? Bắt đầu gửi ra là đầu tháng 10, thì tùy thuộc vào cái zip code nơi mà quý vị cư ngụ, 95111, 95112 hay là 9522 gì đó, tùy zip code của quý vị cư ngụ mà quý vị sẽ nhận được chi phiếu sớm hơn hay chậm hơn. Đây, Thanh Tùng có sẵn. Những quý vị nào có 3 số cuối của zip code 011 cho đến 065 quý vị sẽ nhận được chi phiếu từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10. Quý vị nào có 3 số cuối của zip code là 066 cho đến 221 nhận được tiền từ 18 tháng 10 đến 5 tháng 11. 3 số cuối của zip code là 222 cho đến 302 nhận được tiền từ 1 tháng 11 cho tới 19 tháng 11. 3 số cuối của zip code 303 cho đến 543 nhận được tiền từ 15 tháng 11 đến 3 tháng 12. 3 số cuối của zip code là 544 cho đến 709 nhận được tiền từ 29 tháng 11 cho đến 17 tháng 12. 3 số cuối của zip code là 710 cho đến 998 nhận được tiền từ 13 tháng 12 cho đến 31 tháng 12. Rồi, ha, thật là nhanh ha. Ít nhất là để có gì nghe có gì biết được là mình nhận được tiền lúc nào. Giờ thanh tổng thí dụ nè, thí dụ đi. San Jose, nơi có đông đảo người Việt cư ngụ, một trong những đông đảo người Việt cư ngụ là zip code 95111. Đúng không? Khu vực 7 đó, thì cái 95111, 3 số cuối là 111, đúng không? Thì mình nhìn nè, mình nhìn thấy nè, từ 001 cho đến 065 thì là 4 tháng 10 đến 22 tháng 10. Từ 066 cho đến 221, 066 đến 221 thì trong đó có 95111, cho 95112, 95122 thì sẽ nhận được tiền từ 18 tây tháng 10 đến 5 tháng 11. Bà con nào ở dùng Mewpitas Cali 95035, 035, 3 số cuối, thì sẽ nhận được tiền trong khoảng thời gian từ 4 tây tháng 10 cho đến 22 tây tháng 10 Được chưa? Rồi, nha Ok, đó là một số các phần tin mà quý vị cần biết còn bây giờ Quý vị ơi, quay sang giới câu chuyện về tiền thuê nhà, tiền hỗ trợ thuê nhà Đây là chương trình của tiểu bang Cali hỗ trợ cho tất cả những ai là những người đang thuê nhà đó Mà quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, quý vị bị ảnh hưởng vì đại dịch Rồi, thu nhập của quý vị đó là thu nhập thấp thu nhập thấp là sao quý vị? Là những quý vị nào mà có thu nhập dưới 80% mức thu nhập ở trong vùng thì quý vị đủ điều kiện để nhận được sự hỗ trợ từ tiểu bang Cali hỗ trợ tiền cho quý vị thuê nhà. Hiện bây giờ quý vị cần nhớ nha là mình có tới hai chương trình khác nhau. Một là chương trình của tiểu bang Cali dành cho tất cả cư dân tiểu bang Cali. Chương trình đó quý vị vào trang nhà Housing is key com vào cái đường link này housingiskey.com hiện trên màn hình đó quý vị click vào đó thì quý vị sẽ được hướng dẫn cách di danh để được hỗ trợ tiền thuê nhà theo dạng của tiểu bang Cali ai muốn vào tiểu bang Cali giúp đỡ thì vào trang đó còn bây giờ riêng cho bà con nào đang làm ăn sinh sống ở quận hạt Santa Clara riêng quận hạt Santa Clara cũng có một chương trình hỗ trợ riêng song song với chương trình của Cali. Chương trình của quận hạt Santa Clara quý vị vào đường Link. Đường Link đó là có địa chỉ là prevent home homelessness.org nha quý vị. Hai đường link này được mở ra thì nếu ai là cư dân của quận hạt Santa Clara thì có cái lợi, lợi là sao? Mình 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 lựa chọn, mình lựa chọn chương trình nào có lợi cho mình, thích hợp cho mình thì mình sử dụng chương trình đó. Và dĩ nhiên nếu quý vị ghi danh cho cả hai chương trình thì sao? Quý vị cũng chỉ nhận được một lần tiền hỗ trợ mà thôi, dù quý vị cùng lúc ghi danh hai chương trình. Nhưng mà không ai cấm quý vị ghi danh hai chương trình cả. ha Không ai cấm hết trơn á. Quý vị cứ ghi danh không được này con kia. Tùy quý vị. Rồi, bây giờ quý vị nào cần đường link, quan trọng là đường link, bây giờ cái gì phải đường link, thì quý vị nhìn thấy ở trên màn hình có sẵn đường link cho quý vị. Hãy cali thì vào trang housingiskey.com Còn ở quận hạt Santa Clara thì vào đường link preventhomelessness.org nha quý vị. Có số điện thoại luôn. Có số điện thoại luôn dành cho quý vị. Đó là quý vị gọi số 408 975 4444 -44 -44 408 975 4444 -44 để được giúp đỡ. Cho Thanh Thùng nói trước là việc điền đơn á sẽ rất là phức tạp nó không đơn giản như mình nghĩ. Thành ra thứ nhất là nếu quý vị không quen tiếng Anh thì nhờ con cháu rằng tiếng Anh giúp dùm. Mà tốt hơn nữa đó, lời khuyên của Thanh Tùng là quý vị nên nhờ một số các cơ quan từ thiện ở địa phương của mình, họ đang giúp cho quý vị ghi danh. Ở riêng dùng quận hạt Santa Clara, Thanh Tùng thấy có một số hội từ thiện mà nói tiếng Việt giúp cho quý vị thứ nhất đó là hội từ thiện I Can ngay tại địa phương. Thứ nhì là hội từ thiện Friends of Huế. Thứ ba là uh, trung tâm Vivo. Thứ tư là trung tâm cộng đồng Á Mỹ. Ít nhất là bốn cơ quan từ thiện này ở vùng quận hạt Santa Clara đang giúp đỡ cho bà con của mình ghi danh để được hỗ trợ tiền thuê nhà. Làm sao liên lạc được với bốn cơ quan từ thiện này có luôn cho quý vị địa chỉ, số điện thoại để quý vị gọi nói tiếng Việt luôn. Miễn là quý vị phải có cái đường link, truy cập vào đường link là quý vị có đầy đủ thông tin hết. Được chưa? Một lần nữa, hai đường link đang hiện trên màn hình cho quý vị. Riêng đường link để tìm các cơ quan từ thiện nói tiếng Việt, làm hồ sơ dùm cho bà con mình, thì quý vị truy cập vào đường link là preventhomelessness.org vào đường link đó sẽ có hướng dẫn cho quý vị bằng tiếng Việt luôn. Bằng tiếng Việt quý vị yên tâm. Chúc quý vị may mắn. Em xin nhắc lại, nếu trong trường hợp mà quý vị cần được sự giúp đỡ đó, quý vị gọi số 408 975 4444. Chúc quý vị may mắn. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục này. Quý vị có thể xem lại trên YouTube khi gọi chữ Hot News với Thanh Tùng. Xem xong mấy châm xin một cái like, hiểm trợ tinh thần. Muốn xem tiếp trong tương lai thì nhớ subscribe hoặc là ghi coi uh, như là mình dũng chỉ đăng ký kênh đăng ký kênh muốn bảo trợ tới mục này thì gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình nha quý vị chúc quý vị cuối tuần an lành và vui vẻ hẹn gặp nhau vào tuần tới